Vâng, cánh phía dưới Headhunter cũng như Lalo vào bắt em Roy Champion và ốp vào mảnh bàn đá. Hay thật sự. Cái gì? Chập lava. Năm đánh nhà Kazuma. Để xem như nào đây, Super Blow Smart cho trên góc hướng 12 giờ. Bom đèn, thấy hai quả bom đèn bay lên rồi đó. Chỗ này lại còn trống trống này nữa. Tesla Baby Cup này. Cẩn thận, bình tĩnh xem. Toàn bộ anh em vào chỗ cái Tesla đấy. Số quân còn lại nó sẽ vào chỗ cái Tesla. Và như vậy đã đầu tư nhảy luôn cho chắc ăn. Cẩn thận quả Inferno một tia đó xếp ạ. Cuồng nộ đã bắt vào thanh niên kinh. Còn giáo gồng thôi. Chết liều thật. Tầm này em chưa còn gồng luôn kìa. Chắc là đi rồi. Chắc là ca này xếp đi xa lắm. Ui thôi thôi thôi. Nhà mình còn gì đâu. Wow. Vẫn tiếp tục bơm cuồng nộ cho Super Bolo. To như con vòi. À, thanh niên kinh nó vào nó lụm mất mấy cháu Super Blur. Queen đã mất gồng rồi. Đứt Queen rồi. Vâng, chính xác là toàn. Nhoes nhoes trong trận này đến từ xếp số 5 rồi. Và trận này thì không ba sao. 8x cho sếp thôi. Đợt 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 đợt. Ca này không cần đọc. Thần chú Super Bowler thành nát. Mà sếp tự hẹo luôn rồi. Chạy xuống phía dưới đi. Ca này sếp làm luôn được cái nhà thần chú đi. Đây này. Spell Factory dưới này này. Ờ, thông minh hơn rồi đấy. À. Thế thì thôi, 82 rồi. Bắn xong được cái kia là cũng hết giờ rồi. Càng. Càng rồi, càng rồi. Đứt hàng dành cho sếp. 83. Ok. Star đánh giáp Lalo à. Inferno nhiều tia. X bầu cây thổi gió cũng đã đứt rồi. Đầu tư King và xe phóng gỗ từ đất sớm. Oh. Càng thế nhờ. 27, 28 mắt đang xem luôn kia kìa. Ừ, trận đánh hot mà. Luôn Jetty các thứ ạ. À. Đây là Nhật Bản và Hàn Quốc đúng không? Phá tường tốt. Team Flex đến từ Hàn Quốc ấy. Oh King. Gồng King đi thôi. Gồng King đi thôi. Rồi Ice Golem hẹo đúng quy trình để chạy vào bế em Queen. Và như vậy thêm một cái máy bắn đá nữa. Đã được King tẩm quất gọn gàng luôn kìa. Pha bật gồng King giá trị thật.
Rồi Champion cũng vào luôn. Đầu tư cái đóng băng bịt lại thêm ngay một bình tốc ở ngay chỗ này luôn kìa kìa. Bạn không bịt cây thổi gió mà bịt cái tháp thần chú cuồng nộ lại. Nhà chính lòi ra thì còn giáo bật gồng luôn. Rồi Champion xúc có xoáy. Balloon ăn nhà chính không. TT TT tham gia cứu nguy cho pha vừa rồi. Vâng, bịt luôn cái pháo này đá. Vâng, cánh phía dưới Headhunter cũng như Lalo vào bắt em Roy Champion và ốp vào mảnh bắn đá. Hay thật sự. Cái gì? Chập lava. Chập lava và chập gồng Queen. Sư phụ. Cái gì thế này? Vâng, chép thả lava mà cho nó vui thôi chứ. Bỏ tay thật. Đẳng cấp thế này nó ở tầm vũ trụ rồi. Rồi. Bạn đánh giáp la lô thì tớ cũng đánh được. Ok, còn chấp gì thì tớ chưa biết. Và đây là câu trả lời đến từ Zinuan. Rồi. X-Bow. Trụ Wizard. Với cả cái gì nữa nhỉ? Pháo đây đá. Bay rồi. Tesla đây khá là đông. Ok. Chốc nữa vẫn lên TikTok bình thường anh em. Ice Golem vào này. Luôn. Ui, xe phóng gỗ cơ kìa. TikTok 10:30 nha. Càng đấy, càng đấy. Thủng lốp, thủng tường đi bạn. Ui xời. Tiếp tục đầu tư Bloon với cả Queen trong trường hợp này. Bạn trong Queen tôi chấp nhà chính á. Ôi dồi ôi. Đây là vào chip đã thả đây rồi. Oh no. Vừa ăn độc vừa bị đại bàng bắn xuống đến từ bầy Bloom. Quản giáo đã bật gồng lên. Vâng, như vậy là tốc tiếc gì không. Tôi xong rồi. Cái đám Bloom ở khu vực nhà chính. Vâng. Vâng, bạn chấp đại bàng à. Ái chà. Hay quá. Ồ, ở đâu ra quả thủng tường hay thế để Queen chạy vào bắt bên này. Hay Roy Champion giao bánh. Úi xời, ăn event đỉnh đấy. TT ốp vào Inferno nhiều tia. Đúng rồi. Vẫn là một trận thi đấu 3 sao đẹp đến từ Zinuman. Vâng, có ngay câu trả lời đến từ Team Flake. Xời. Tớ có thể không chấp lava nhưng tớ đánh được 3 sao bạn ạ. Hay đấy. Này nó mới vui chứ. Bạn đánh được tớ cũng đánh được chứ bộ. Có tớ không biết chấp lava thôi. Nhưng mà cứ 3 sao là đẹp hết. Ok. Flex lại ngay đúng không? Được. Star gọi và Zinuman đã trả lời. Tín. Thả lái thả team như nào các sếp. Đây là Cloud. Để xem. Queen Jack Lalu. Zeti các kiểu. Trận này 30 mắt xem là bình thường mà. Vào một chậm cái không còn chỗ mà xem đâu mà. Zeti có mặt luôn. Này Cloud đánh sớm thật đấy. Có lẽ là để ra Yuta chốt cho. Chào anh em nhá. Ok, chào các sếp. Sếp làm chưa follow, nhớ follow nhá.
Ok, thắc mắc xem vé vàng hay ưu đãi gì cứ tham khảo trong fanpage Akari Gaming của mình để được tư vấn cách khắc phục lỗi quốc gia nha. Hai ông hay đánh chốt thì đéo đi đánh phủ đầu luôn đúng không? Múc các bạn ạ. Tốt luôn ạ. Hóc vào đâu? Ái cha, một hóc vào phá xoáy, đạp được quả bom, hay. Được, được, được. Pha vào hóc rất hợp lý. Như vậy là em Queen nó sẽ lọt khe vào đây để ăn vào khu vực nhà chính. Chuẩn bị bơm cuồng nộ cho Queen. Ôi rồi ôi, một balloon bốc được quá nhiều bom đỏ luôn. Hay thật. Quách tỉnh đừng hỏi đến từ Cloud. Và tầm này cứ vậy là ủn thôi. Nhà chính đã bay màu và cánh 6 giờ là Lalo bắt đầu vô. Quản giáo cũng đã bật gồng luôn để khí cầu chiến nó chạy vào nó. Con gì trong đấy này? Bịt máy bắn đá. Như vậy là Zeti vào Bloon. Đóng băng lại pháo đầy đá luôn ạ. À. Ui da, bay ngược hai cây thổi gió là cũng khổ đấy. Mường từng đấy Bloon bay ngược hai cây thổi gió rất khó chịu luôn. Bạn còn một cuồng nộ dành cho bơm Queen không ta? Không, bạn không bơm Queen mà bạn bơm Royal Champion chạy vào ủn cho nó nhanh. Như vậy Queen đã được cứu và Royal Champion vẫn đang còn gồng. Ui xoài, pha xử lý vượt khó hai cây thổi gió rất đẹp. Và đây kinh nghiệm đến từ Cloud. Hay, uy tín quá chứ còn gì nữa. Tuyệt vời. Rồi đây là Hydrax rồi. Còn 86% các bạn chọn Navi chiến thắng. Ok, 86% là cũng ok phết đấy chứ bộ. Thả lại thả team đi nào các sếp. Như vậy là đầu tư lụm cây thổi gió cái là bạn vào rồng luôn. Một nhân bản và bốn tàng hình gì ở trong khí cầu chiến có lẽ là super minion rồi. Đã gồng. Cái chỗ nhà chính nó trống lắm mà bạn vẫn liều cắm vô thật chứ. Super minion bay ra bằng có xoáy mà. Cái chỗ trống đấy nhiều lắm. Đúng là super minion thật. Không biết sợ là gì. Nói chung cái pha thả Blim là vâng vừa thả vừa khấn thôi. Rồi xong rồi. Vậy là đứt rồi. Chẳng còn gì. Ta biết chẳng còn gì cho nhau nữa đâu. Và như vậy là nhoe nhoe nữa rồi. Spell còn đâu. Ba tướng và ba spell thôi. Mà công trình phòng thủ còn nhiều lắm. Giờ mới được nửa bài. Ôi dồi ôi. Hơn 500 anh em mà mới có mấy like thế này thì chết. Nhớ thả like thả team nha. Đăng ký follow các kiểu nha anh em nha. Này thì vụt này. Múa gồng kinh luôn này. Đã có một quả tàng hình nữa. Úi xoài. Rồi champion vào việc. Kinh thì chuẩn bị oảng rồi. Phượng Hoàng chuẩn bị bay lên này. Úi, bốc được quả bom đỏ. Còn duy nhất một độc thôi bạn ạ. Cùng Queen với cả là Royal Champion. Tôi ra bánh rồi. Ê Queen đã đi chơi. Queen của đội bạn chỉ đứng nép nép ở gần cái máy bắn đá thôi. Tỉnh đòn lắm.
TT bay vào vâng phá được quả bom mà hết 86% cho sếp rồi. Beno rời team rồi sang UG rồi. United Gaming rồi sếp. Chào tất cả các sếp nhá. Múc vào cái Elephant, múc vào cái Tesla. Thêm Balloon vào. Sợ gì. Chào tất cả các sếp nhá. Chạy vào trong đi nào sếp. Rồi. Đã có thêm pha cuồng nộ. Vào xúc đi ạ. Bom đen kìa. Múc vào cái X-Bow Shooter cái. Ô oh, Queen Queen. Ý trời ơi Kazuma ơi. Ơ nãy giờ. À bạn cất dành để thu Queen. Bạn cất dành Hitler để thu Queen rồi sau đấy mới thả thêm nốt con Hitler nhưng có vẻ không ổn. Thế này bạn có bơm cuồng nộ không? Không, bạn xài bằng. Ô tàng hình hay quá. Đằng nào thì cũng đã mất gồng Queen rồi mà. Đầu tư siêu công thành binh luôn rồi. Ô Phượng Hoàng hút được quả bom đỏ hay đấy. Pha đấy là hai cái bom đỏ lận. Ui ui bốn quả bom đỏ. Rồi rồi rồi. Kazuma đã dính bẫy. Bạn số 3 đặt quá hay. Hay 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 hay. Vâng tớ tưởng ở đấy hai quả là ngon rồi nhưng không. Một đống luôn. Có lẽ là toàn bộ bom đỏ đã được đặt ở đấy. Kazuma chắc giật mình lắm. Đặt bẫy quá khét. Bạn số 3 đặt hay thật. Có xoáy luôn và không ảnh hưởng đến từ máy khoan chiến tranh. Vâng bung lính ra. Zeti. Trận này 2 sao. Ồ ồ. Roy Champion vào ăn được khu vực nhà chính. Cái bẫy nó hay thật. Vâng anh em lên món heo quay thôi chứ còn gì. Vâng như vậy là thu Royal Champion ra cánh ở khu vực phía ngoài. Ồ. Vâng. Thu quân cho Royal Champion. Vâng. Đã thu để cho nó khỏi ăn cái độc. Mà nó vẫn bò vào. Vâng, số trời đã định. Ý trời rồi. Vâng, 6x dành cho Kazuma kìa. Ồ. Oh, mất cái gồng Queen ở đấy thấy sai sai rồi. Và sau đó dính bạn toàn bẫy luôn. Rồi, vừa với thủ nhà dẻo thì đi công nó sẽ như thế nào đến từ xếp số 3 đây. Đây là Queen Jack Hawk. Để xem. Hay thật. Tình huống đấy vào highlight đấy. Zeti này. Quy ra sửa cánh cung phía dưới. Lụm gì cứ lụm. Anh em thả cái hồi máu cứu nào. Ừ, tối giờ chưa thấy hồi máu đâu đấy. Cố gắng lên team flex trận này phải 3 sao cơ. Thì kèo này nó mới căng được. Và 84% các bạn chọn là Navi chiến thắng. Chỉ 16% các bạn chọn team flex thôi. Kinh vào Baby với cả là Blue ở từ phía trên kia. Bơm tiếp bình cuồng nộ rồi. Máy bắn đá cũng có luôn này. Ừ rồi.
Thúng tường đẹp. Tiếp tục là thủng tượng vỡ kinh. Đưa xương ra để nhiễu pháo đầy đá. Kinh thì bật gồng ở khu vực góc hướng. 9 giờ đi vô rồi. Và kinh cũng đứt rồi. Hóa luôn Phượng Hoàng. Đây là trận thi đấu Queen Jack Hawk. Rồi. Đã lọt Queen vào khu phía trong. Độc dương nó bung đấy. Đúng đúng đúng. Cả tàng hình này khẩn cấp. Nhích thêm một bước và né được quả tàng hình đi. Như vậy Hawk dồn vào nhà chính à. Oh no. Mất Queen. Mà Hawk cắm vào đây thì tỷ lệ phần trăm thấp lắm. Lại còn gặp cả xoáy nữa cơ ạ. À. Còn giáo. Đúng rồi. Nhưng đi qua nhà chính ơi. Ai ơi. Nằm là nằm là nằm. Nằm hết rồi. Chẳng còn gì. Ta sẽ chẳng còn gì cho nhau nữa đâu. Vâng, heo lên mâm, heo gác bếp thôi. Hóc vào nhà chính thì càng lắm rồi. Chào tất cả các sếp nhá. Ca này thì theo giòn rụm luôn rồi. Wow. Căng thật sự chứ bộ. Ây trời ơi. Trăm cho sếp. Let's go bạn. À, Queen Jack Twin Talk. Để xem nào. Phá tường không thủng thì chịu rồi đúng không? Ôi dồi. Máy bắn đá Andy câu quả bay vất hai cháu balloon. À chờ đưa ra kìa. Ồ, kinh đứng đây từ chiều đấy Queen ạ. À. Headhunter có mặt. Như vậy trận này Queen đi Phượng Hoàng. Ừ. Có lẽ bạn đang nâng Châu Bố Húc. Rồi, tàng hình cho Queen gái. Trốn nhanh đấy, chứ không quản giá nó bắn đau cực. Rồi, tôi biết ngay mà, quản giáo bắn đau lắm. Không đùa được và như vậy là mất Queen đến từ Gaku. Rồi, tới công chuyện rồi. Tôi biết ngay mà. Cái vị trí vào gần quản giáo đấy là nguy hiểm lắm. Vâng, chuyển vế đổi dấu sang Super King. Vâng, bạn thì cũng kinh luôn rồi. Đặt bẫy của bên Team Flex là khá ổn. Vẫn đang còn Hitler đấy. Ô, Super King, kinh cũng hoảng rồi. Quản giáo đã bật gồng nốt. Cho anh em dồn vào cụm khu phía dưới. Còn đúng duy nhất một băng một đồng thôi ạ. À. Ừ, tình hình cũng khá là nhoe nhoét. Ui giời ơi, ôi, bom quanh khu vực nhà chính là nhiều lắm. Vẫn đang còn, vẫn đang còn. Ừ, còn băng mà. Đúng rồi. Còn thở thì còn gỡ thôi. Gỡ đến đâu hay tới đấy. Quảng Roy Champion. Vâng, Ifno nhiều tia dưới này khó mà đỡ trước sức mạnh của từng đấy con Hawk lắm. Một mình tôi chấp hết nhưng mà chấp không được thì chịu. Vẫn đang đốt. 40 giây nhưng quản giáo phun máu rồi. Còn cả TT. Ui dồi, thằn lằn phun độc vẫn khỏe lắm. Thằn lằn vẫn đang phun tới lắm. 29 giây. Vâng, như vậy là sư tử băng giá, voi biển băng giá nó cứu. Và TT cũng cứu cho anh em khá tốt trong trận này. Gánh hết, gánh hết. Vẫn là 3 sao đấy. Vẫn là 3 sao cho ship thôi, bởi vì tay quản giá nó dài lắm. Ui, lại còn ông TT vào ốp thế này. Trời ơi.
3, 2, 1 kìa. Và đây là Gray đánh nha của Star. À, chịu không nổi luôn thật chứ. Star lại dùng cái ring bay. Ây trời ơi, toàn vào thôi. À, cái ring bay này Star dùng khá là lâu rồi. Để xem, để xem. Binh phá tường tốt, được kinh vào. À, chờ nhiều thế nhỉ. É, bay này khả năng xếp Star dùng để bay cúp thật. Độc dược có mặt luôn cho lava tình huống này đây bạn. Cẩn thận, cẩn thận. À không, Queen còn gồng thì vẫn thoải mái. Kinh gồng luôn, ăn đại bàng kia kìa. Úi trời ơi, bom ngay ở chỗ pháo đây đá. Rồi, Super Minion ở trong đơn vị lính hội thành hỗ trợ cho em Queen kìa. Vâng, hỏa linh tinh đốt thủng tường luôn. Cuồng nộ và tàng hình. Ôi, nhành tay thật. Hay. Tranh thủ cơ hội tốt. Đầu tư tiếp một pha đóng băng nữa. Bịt pháo đầy đá lại. Em Queen đang bị chạy sang bên đây. Pháo đầy đá cứ bắn đi. Còn cuồng nộ đấy. Hay thế nhờ, quả đóng băng uy tín. Nhưng mà tay rồi. Còn cuồng nộ. Ui dồi ôi. Còn con Royal Champion máy bắn đá Inferno nhiều tia trận này lại báo nữa. Tạch, trận này không 3 sao được. Ba mấy giây khó lắm. Mà Royal Champion thì oảng mất tiêu rồi. TT ốp hơi chậm. Khó, thực sự khó. Còn lại trụ Wizard nữa chứ. 12 giây là không kịp rồi. Ấy xài. Quá đen. 95% đứt luôn. Quẩy nào anh em ơi. Và như vậy là Yuta chốt đơn. Thêm cuồng nộ trong tình huống này. Khí câu chiến đang vào đấy ạ. Zeti ui quá nhiều xương trong tình huống này luôn kìa. Vâng, Wish với cả Archer lại thêm quả cuồng nộ nữa. Vâng, anh em đông như kiến luôn. Chào anh em mới vô nhá. Có 10 rưỡi TikTok bình thường sếp. Thành niên kinh vô ạ. Được không đây? Em Queen đang cố gắng bắt vào khu vực nhà chính. Bằng lại cả Inferno nhiều tia và X-Bow sếp. Em Queen, em Queen. Đứt Queen rồi, hai cây thổi gió nó thổi cho Hitler không tiếp cận được với Queen. Nhưng mà trận này chỉ cần 2 sao thôi là thắng mà. Chỉ cần 2 sao thôi. Ô, quản giáo giờ mới gồng luôn á. Ôi xôi ôi. Vâng, Roy Champion còn giao bánh. Vẫn đang rất nỗ lực để cứu Royal. Ồ, đứt rồi, đứt rồi, đứt rồi. Đứt, đứt hẳn, đứt hẳn rồi. Nhưng mà như này là đảm bảo chiến thắng rồi. Chỉ cần 2 sao thôi mà.
Chỉ cần 2 sao thôi là xếp ngon cơm rồi. Uy tín. Và như vậy là trận đánh của Star ngay từ đầu trận nó đã là highlight rồi đấy. Rồi 8x. 83 không. Còn minion nữa. Archer vẫn đang cố gắng. Úi trời. Chào anh em nhá. Này, minion này ăn nó được 83 đấy. Thế thôi. Cả này không hơn được. À trời, kia còn 10 giây cũng đâu bắn được đâu. Chào tất cả anh em nhá. Anh em thả like thả tim cái cho phấn khởi nha các sếp. Ôi, xin chúc mừng chiến thắng đến từ Team Flex nha. À quyền nhầm Navi. 12, 11. Vâng, 90,4 và 89,8. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở trên TikTok nha. Ok. Bye bye anh em.